Thưa quý vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái và đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng thống nhất cao nội dung chương trình kỳ họp, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước và địa phương trong thời gian qua. Cử tri kiến nghị các cấp các ngành sớm quan tâm giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 hộ gia đình ngụ tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, nhằm giúp cho người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng phối hợp các sở ngành tỉnh nghiên cứu giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân địa phương. Đồng thời mong muốn người dân quan tâm tiếp tục ủng hộ chính sách nhà nước trong triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.